lên đất bảo hà ông bảy nhắn ai, lên trên đất bảo hà nếm mùi phong nguyệt đó là cảnh thần tiên đi. Đêm ngày nhang khói, khói nhang phụ thờ chân kinh có chữ Nam Mô. Ông bảy khai quang sóc nhan thấp cơ diệu quang minh chứng đạt trung nga tích đang cung giảng kim phục hoàng thân cận Phật thánh tiên trung vương. Phục thỉnh Như Lai điểm khai khai thân nhân thân nhân nhân thông minh khai nhị nhị thính thành khai khẩu khẩu tâm huyết khai tâm tâm hoan thị khai túc năng bộ hành. Thank you.
mộng trẻ thịnh chi các cô pha trà. Các cô pha trà lên từ tâm trường chén ngô lòng, hội quỳnh tiên trung chén trà ngô lòng. Cô dâng bình ngọc, các bạn tiên dâng ông chén trà tiên. Hiến thượng kim bàn trà ô long, ông hoàng bảy hiến thượng kim bàn mẫu đơn cùng trà long tỉnh. Lúc thừa nhàn ông hoàng bảy hiến sơi, ba chén khuyên mời trà mẫu đơn, ba chén khuyên mời thanh hương mỹ vị đủ cả ngọt bùi kỳ chất. À chất ngọt bùi kỳ chất. Bốn phương non nước
chủ. Mảnh trời chúng nào có phải của riêng ai, ai có thấu lòng, ai biết cho chắc. Ông hoàng bày là chủ cả
khắp miền gần xa. Khi giao cảnh bảo hà trai hút giao cũng đàn, thành thoát nhật khoan triềng khen tân thượng tân. Thank you.
rất khỏi sự bị dịch tốt tươi đồng hương em lưu mơ theo nhịp đàn thè cũ đã bị bơi lối mòn năm xưa nay dầu thấy thăng long cô vui vui qua mái ngói đỏ bên vườn chiêu hoa đầy ao đàn cá tươi còn nhận nhau bên xuống theo nhịp đàn danh tiếng đồn câu bé nhỏ khôn ngoan một mình cậu lên
lên lỏi làm việc quan đến bảo hà. Thank you.
Từng giờ từng